Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành khẩn kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, địa phương này dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ trong độ tuổi này sinh sống hoặc học tập trên địa bàn. Và trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi, sau đó thì hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine. Cụ thể, sẽ có khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi cần tiêm vaccine. Theo đó, trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm chủng cơ sở giáo dục lựa chọn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch. Trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động cho thành phố thủ đức và các quận huyện lựa chọn. Ngoài ra, trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện có chuyên khoa nhi. Các trẻ đang điều trị nội trú sẽ được lập danh sách để tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, kể cả cư trú tại các tỉnh thành khác. Vắc-xin tiêm là loại được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm hai liều trên một người và tiêm cùng loại vắc-xin. Ban chỉ đạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra soát và lập danh sách tiêm cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách trẻ không đi học hoặc các học sinh đang học đang nuôi dưỡng tại các trường trung tâm thuộc sở.